đem thanh tịnh xếp ở hàng thứ nhất. Tâm phải thanh tịnh, việc này quan trọng. Tâm thanh tịnh, đó là hạnh phúc chân thật. Cái thọ dụng này, các vị nghĩ không ra. Tại vì sao nghĩ không ra? Tâm của bạn chưa từng thanh tịnh qua bao giờ. Tôi có nói thế nào, hình dung ra sao? Các vị đều rất khó thể hội. Học Phật quan trọng nhất, trong lòng không có phiền não, không có lo lắng, không có vướng bận, không có phải quấy, không có nhân ngã, không có được mất, rất tự tại. Trong lòng có những thứ này rồi, bạn làm sao có thể thanh tịnh? Cho nên thân thể của bạn không khỏe. Vì sao vậy? Mệt chết rồi. Mệt sẽ chết, thanh tịnh thì sẽ không chết. Các vị có từ chỗ nào nghe qua thanh tịnh mà chết không? Không có. Mệt chết. Vì sao mệt chết? Tâm mệt chết. Trong tâm nhiều phiền não đến như vậy, nhiều lo lắng như vậy, nhiều vướng bận đến như vậy, nhiều phải quấy nhân ngã như vậy, vậy thì còn gì khổ hơn không? Cho nên thân thể bạn không khỏe mạnh, bạn nhiều bệnh, bạn cũng không hiểu được phương pháp trị liệu. Bạn đi tìm một số bác sĩ cao minh, hiện tại bác sĩ có y đức thì ít. Có rất nhiều thanh niên chọn học ngành y, hỏi họ tại vì sao vậy? Kiếm tiền. Bạn thấy kiếm tiền là đệ nhất. Ngày trước hàng quán trưởng cặp mắt không được tốt, đi bác sĩ khám, danh y của thành phố Đài Bắc, bác sĩ nhãn khoa, mỗi lần trị cho bà một ít, đã làm cũng sắp gần một năm, vẫn đang không ngừng trị liệu. Có một lần tôi đến Cao Hùng giảng kinh, bà đi cùng đi chung với tôi. Cao Hùng cũng có một bác sĩ rất giỏi, một lần liền trị hết cho bà. Cho nguyên nhân gì? Danh y kia bảo bà mỗi lần đến để ông ấy thu phí. Một lần bà trị hết cho bạn rồi thì không lấy tiền được nữa sao? Chúng tôi mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra bác sĩ từ từ trị cho bà là bảo bạn mang tiền đến. Bảo bạn thường hay mang tiền đến cho họ. Hiện tại người chân thật có ý đức thì không nhiều, cho nên có bệnh cầu bác sĩ. Bác sĩ nào là tốt nhất? Tôi xin giới thiệu với các vị, Phật Bồ Tát tốt nhất. Phật là Đại Y Dương. Cho nên cả đời này của tôi chỉ cầu vị Đại Y Dương này, tôi không cầu bác sĩ của thế gian. Tôi sống đến 73 tuổi không hề bị bệnh. Do nguyên nhân gì vậy? Cầu Đại Y Dương. Đại Y Dương trị liệu tận gốc cho chúng ta. Tâm thanh tịnh. Các vị phải nên biết, thân thể của chúng ta tại vì sao hay bị bệnh? Chính là phiền não lo lắng của bạn quá nhiều. Ở trên Kinh Phật nói, cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bởi vì trong tâm của bạn có phiền não, lo lắng nhiều, phiền não nhiều, vướng bận nhiều, phải quấy nhiều, đem cả thảy tổ chức tế bào của thân thể này thay đổi hết, phá hỏng hết. Cho nên cái thân này mới có bệnh. Nếu như bạn tâm địa thanh tịnh, mỗi một tế bào trên thân thể này của bạn, mỗi một tổ chức khí quan đều là bình thường. Bình thường thì còn bệnh gì nữa? Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ liền thanh tịnh. Hoàn cảnh thanh tịnh chính là từ trường tốt. Đây là chân thật. Thông thường người đến nơi đây đều cảm nhận sự khác thường. Họ đi đến nơi đây, họ cảm thấy rất là thoải mái, rất là an vui, đến rồi vẫn muốn đến. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hoàn cảnh chung quanh họ liền tốt. Đây gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bạn muốn được thanh tịnh, câu nói phía sau này bạn phải ghi nhớ: bất nhiễm lợi dưỡng. Hưởng thụ của danh trọng lợi dưỡng,
năm dục sáu trần, quyết định không tiêm nhiễm. Không tiêm nhiễm không phải nói không cần. Cái đạo lý này phải hiểu. Không tiêm nhiễm là nhất định không nên để ở trong lòng. Tất cả tùy duyên thì tốt, tùy duyên thì tự tại. Quyết định không phan duyên. Hơn nữa, đời sống càng đơn giản càng tốt. Người ngu thông thường thế gian, người không có trí tuệ, ngày ngày nghĩ tưởng phải làm thế nào bảo dưỡng thân thể của chính mình. Mỗi ngày đi tìm cái gì đó tẩm bổ thân thể, bổ như thế này, bổ như thế kia, kết quả bổ thành một thân bệnh. Đây là thật, không phải là giả. Bệnh của bạn từ đâu mà ra? Bệnh từ miệng mà vào. Ngày ngày ăn đồ bổ ăn ra bệnh. Tư tưởng của bạn liền không khỏe mạnh. Thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh? Tôi ở mỗi một nơi, ở nước ngoài giảng kinh cũng không tệ, pháp duyên cũng rất thù thắng. Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi: Pháp sư à, ngài dùng phương pháp gì để bổ dưỡng? Tôi thấy thân thể của ngài rất tốt. Tôi nói tôi có bổ phẩm tốt nhất. Bổ phẩm gì vậy? Nước máy từ công ty nước máy Đài Loan. Tôi chỉ uống nước, không có bất cứ thứ gì. Trà lá tôi đều không uống. Vì sao vậy? Pha trà phiền phức. Hao phí tinh thần làm việc này thật là không đáng. Tôi ăn cơm ăn một bữa, rất là đơn giản. Các vị xem qua không có dinh dưỡng. Tôi ăn vào thì rất là khỏe mạnh. Các vị thật là không chịu nổi. Đây là lời chân thật, không phải là giả. Tại sao vậy? Các vị phiền não nhiều, vọng tưởng nhiều. Thân thể là một cái máy. Cái máy đang không ngừng hoạt động. Vận động thì phải có năng lượng. Năng lượng chính là thức ăn. Ăn uống bổ sung năng lượng cho thân thể, để cho thân thể này vận động được tốt hơn. Thế nhưng trên thân thể của mỗi một người có máy móc tiêu hao năng lượng, có loại tiết kiệm năng lượng. Thân thể này của tôi là tiết kiệm năng lượng. Thân thể của các vị là tiêu hao năng lượng, cho nên bạn cần phải bổ sung lượng lớn. Một ngày ba bữa không đủ, còn phải ăn dặm thêm mấy lần. Thế nhưng năng lượng tiêu hao vào chỗ nào vậy? Các vị đều không biết. Tôi nói cho các vị nghe, 95% tiêu hao nơi vọng tưởng. Cho nên tâm của bạn càng thanh tịnh, năng lượng bạn tiêu hao càng ít. Bổ sung chút xíu thì đủ rồi. Thế Tôn năm xưa ở đời, trong tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa đủ dùng rồi. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, A-la-hán, tâm của A-la-hán thanh tịnh hơn so với chúng ta nhiều. Một tuần lễ ăn một bữa, bạn liền biết được năng lượng của họ tiêu hao rất ít. Đích chi Phật sức định sâu hơn so với A-la-hán, cũng chính là tâm thanh tịnh hơn nhiều. Nửa tháng ăn một bữa, đích chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần. Ăn là món gì vậy? Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, không hề yêu cầu. Đi khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó thì họ đủ rồi. Cho nên chúng ta nên biết, mỗi ngày chúng ta ăn nhiều đến như vậy, chính mình phải sanh tâm hổ thẹn, vọng niệm quá nhiều.
đều tiêu hao ở nơi đó. Vọng niệm ít, tâm địa thanh tịnh, đối với lao tâm lao lực đều tiêu hao ít. Tôi ở Đại Trung thân cận lão sư Lý 10 năm. Tôi học ông. Ông nửa ngày ăn một bữa, cũng sắp gần hơn 50 năm. Một ngày ăn một bữa, ăn được rất ít. Sức làm việc của ông, người thông thường sức làm việc của 5 người cũng không bằng ông. Bình thường một người muốn gặp ông phải hẹn với ông một tuần trước, không phải hẹn trước một tuần lễ lâm thời đến nhất định không tìm được ông. Ông làm việc quá bận rộn, cho nên chúng ta mới biết được. Khi tôi theo ông, tôi mới biết được tiêu hao năng lượng 95% là ở nơi vọng tưởng. Sức làm việc của lão sư Lý tuy là nhiều, ông không có vọng tưởng, cho nên ông tiêu hao năng lượng vẫn là ít đến như vậy. Tôi học với ông, không cách nào không học được. Tôi cũng ăn một bữa, thế nhưng bữa ăn của tôi nhiều hơn so với ông. Chúng ta ăn bánh mạng đầu nhỏ, là bánh bao bột. Lão sư Lý một bữa ăn 2 cái bánh bao bột, tôi phải ăn 3 cái. Và lúc đó ở Đại Trung, phí dụng đời sống của ông mỗi ngày là 2 đồng tiền Đài Loan. Các vị phải nên biết, vào lúc đó tiền đài 1 lấy 40 đối với Mỹ Kim. Hay nói cách khác, một Mỹ Kim lão sư Lý có thể sống được 20 ngày. Thế nhưng tôi không cách nào sống đủ, tôi một ngày phải 3 đồng Đài Loan, làm thế nào cũng không làm được như ngài. Đây chính là tâm của chúng ta, cái tâm thanh tịnh này vẫn là không thể so được với ngài. Đời sống càng đơn giản, càng tự tại, đó gọi là phước báo chân thật. Phước báo không phải có địa vị, không phải có tiền của. Phước báo là đối với thế xuất thế gian thông đạt tường tận chân tướng của người sự vật. Đời sống đơn giản, tùy duyên an vui, đây gọi là thật tự tại. Đây là phước báo chân thật. Người thế gian không biết. Trong lòng không có vướng bận, không có lo buồn, thân không có lão khổ. Đây là phước báo chân thật. Cho nên nói bất nhiễm lợi dưỡng, câu nói này đặc biệt là các đồng tu xuất gia cố gắng ghi nhớ. Vừa niệm lợi dưỡng thì bạn liền đọa lạc. Hay nói cách khác, 3 đường liền có phần. Quyết định không nên tiêm nhiễm. Định huệ của bạn thành tựu có thể tùy duyên. Trong tùy duyên quyết định không tiêm nhiễm. Đại đức tông môn thường nói bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất kim nhân, chính là cái đạo lý này. Đó là tùy duyên. Lục giả phát nhất thiết chủng trí tâm, nhật nhật thường niệm, vô hữu phế vong. Nhất thiết chủng trí là trí tuệ chân thật trên quả địa Như Lai. Chúng ta học Phật mong cầu chính là cái sự việc này. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng dịch thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Từ trên trí tuệ mà nói, có 3 loại. Loại thứ nhất gọi là nhất thiết trí, A-la-hán chứng được. Chứng được nhất thiết trí thì gọi là chánh giác. Loại thứ hai gọi là
Đạo chủng trí. Đạo là vũ trụ nhân sanh. Tất cả vạn vật, những đạo lý này, chúng là nhân duyên quả báo của nó. Rất nhiều, vô số hình tướng, chủng loại khác nhau, vô lượng vô biên. Loại trí tuệ này nếu thành tựu, gọi là chánh đẳng chánh giác, chính là Bồ Tát sở chứng. Loại sau cùng là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là chứng được viên mãn trên Như Lai quả địa. Nhất thiết chính là A-la-hán, chứng được nhất thiết trí. Chủng trí chính là Bồ Tát sở chứng. A-la-hán chứng được nhất thiết trí là chấp không, chỉ biết được lý thể tánh của tất cả vạn pháp. Vạn pháp giai không, đó là A-la-hán hiểu được. Cho nên họ không còn chấp trước đối với tất cả vạn pháp, họ thấy đều buông xả. Thế nhưng tất cả vạn pháp này rốt cuộc làm sao phát sanh ra? Người hiện tại nói vũ trụ từ nơi đâu mà sanh ra, sinh mạng từ nơi đâu mà có, diễn biến ra thế nào? Có rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học đều đang dò tìm, đến ngày nay không có đáp án. Trong lý luận tiến hóa nói, người là do loài dượng biến hiện ra, tiến hóa ra. Lời nói này chúng ta nghe qua, bà có tin tưởng hay không? Tại vì sao ta không tin tưởng? Bởi vì tôi xem thấy ở bên ao xúc thủy còn có rất nhiều loài khỉ nhỏ. Tại vì sao nó không thể biến thành người? Cũng không thể nói một bộ phận khỉ này biến thành người, một bộ phận khỉ kia vẫn làm khỉ. Vậy thì nói không thông. Kỳ thực những sự việc này đều nói trong kinh Phật. Rất là đáng tiếc những nhà khoa học, nhà triết học không có duyên phận đọc kinh Phật. Đây là vấn đề của duyên phận. Nếu như những người này gặp được Phật Pháp, họ rất thông minh, họ lý giải khế nhập đối với Phật Pháp, chắc chắn vượt qua chúng ta. Đáng tiếc họ không có cơ hội, không có cơ duyên. Phật giảng rất thấu triệt đối với vấn đề này. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên A-la-hán biết được bản thể của vũ trụ nhân sanh. Bồ-Tát biết được tất cả hiện tượng của vũ trụ. Cái hiện tượng này do đâu mà sanh ra, diễn biến như thế nào, họ biết được. Thế nhưng A-la-hán biết được thể, không biết được sự biến hóa của nó. Bồ Tát biết được những sự biến hóa này, cái thể này không thể tương ưng. Thấy đều được tường tận, đều tương ưng, đó là trí tuệ của Phật. Trí tuệ cứu cánh viên mãn gọi là nhất thiết chủng trí. Chúng ta học Phật không học thứ khác, chuyên môn cầu cái này. Nhật nhật thường niệm. Cho nên học Phật không phải cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bạn thăng quan phát tài, bảo hộ bạn sống lâu trăm tuổi, thấy đều sai. Nếu như trí tuệ chân thật khai mở rồi, sống lâu trăm tuổi thì quá ngắn. Bạn chân thật chứng được vô lượng thọ, nói với bạn sinh tử là giả, không phải là thật. Cho nên đồng tu khế nhập đối với Phật Pháp đều có thể biết được. Chết là việc thế nào vậy? Đổi một cái thân thể, đổi một cái cảnh giới,
Chỉ cần bạn biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, bạn đổi cảnh giới càng ngày càng thù thắng. Sự việc chính là như vậy. Ở chúng ta muốn giải quyết vấn đề của địa cầu, cứu vớt địa cầu bằng cách nào ư? Vận dụng hai câu ấy là đủ rồi. Tâm chúng ta tịnh, địa cầu sẽ thanh tịnh. Địa cầu thanh tịnh chứng tỏ tâm chúng ta thanh tịnh. Vì chúng có cùng một thể, cho nên cảm ứng hết sức nhạy bén. Ngày nay chúng ta phá hoại địa cầu, quý vị có phá hoại địa cầu hay không? Có. Ta phá hoại địa cầu khi nào? Mỗi ngày quý vị nghĩ đến tham, sân, si, mạn. Mỗi ngày nghĩ tổ người lợi mình, chính là quý vị phá hoại địa cầu. Quý vị vì tự tư tự lợi mà tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Những điều ấy đều là sai lầm. Tâm hạnh bất thiện, tức là phá hoại địa cầu. Nói gần gũi hơn một chút, quý vị phá hoại thân của chính mình. Thân thể này là tiểu vũ trụ, bên ngoài là đại vũ trụ. Tư tưởng bất thiện khiến cho thân thể quý vị chẳng khỏe mạnh. Thật đó, chẳng giả tiếng nào. Thân thể con người là một cỗ máy. Nếu quý vị biết quý trọng cỗ máy ấy, sẽ có thể sử dụng bao lâu? Trước kia, thầy tôi là lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam cho tôi biết. Thầy tinh thông trung y, y học rất cao minh. Cô bảo tôi, nếu bảo dưỡng thân thể đúng mực, tối thiểu phải sử dụng 200 năm. Quý vị không sống tới 200 năm là do chính mình đã làm hư hỏng thân thể. Do vậy, chúng ta thấy đạo lý này trong kinh Phật, tâm tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh. Nếu chúng ta chỉ dùng cái tâm thanh tịnh, chắc chắn thân thể này có thể sống đến 200 tuổi, mà còn có thể nhiều hơn nữa. Trung Quốc có cụ Bành Tổ sống 800 tuổi. Kẻ bình phạm chúng ta chẳng dám tin chuyện ấy. Có phải là truyền thuyết hay chăng? Nếu chiếu theo kinh Phật để nói thì Bành Tổ sống đến 800 tuổi là chuyện có thể xảy ra. Thích Ca Mâu Ni Phật có một vị đệ tử vẫn còn ở trên thế gian chưa nhập diệt. Ai vậy? Tôn giả Đại Ca Diếp. Ngài phải đợi Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này thì hiện thành Phật, đem y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật trao cho Di Lặc Phật. Ngài làm đại biểu, cho nên phải lưu lại thân thể trên thế gian. Phải lưu lại bao nhiêu năm? Phải lưu lại mấy chục ức năm. Có thể hay chăng? Có thể chứ. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Nhìn từ chỗ này, Bành Tổ 800 tuổi quá dễ dàng. Có trở thành vấn đề hay chăng? Không thành vấn đề. Vì vậy, thọ mạng của chúng ta dài hay ngắn là do chính tay ta thao túng, chẳng do người khác. Phải biết điều gì? Tâm tịnh là trọng yếu. Tâm thanh tịnh chẳng thể có nhiễm ô. Nghĩa là nhất định phải buông vọng tưởng chấp trước xuống. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng chấp trước nữa, tâm thanh tịnh hiện tiền. Chẳng còn phân biệt nữa, tâm bình đẳng hiện tiền. Có phân biệt sẽ bất bình đẳng, có chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh. Tựa đề kinh ghi thanh tịnh bình đẳng giác. Thật sự đạt tới thanh tịnh bình đẳng giác sẽ tự nhiên khai ngộ. Đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Do vậy, khởi tâm động niệm của chúng ta có quan hệ mật thiết với thân thể của chúng ta, mà cũng có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh, cũng có quan hệ mật thiết với núi sông đại địa. Biết mối quan hệ này, biết chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ biết
chúng ta có thể cứu địa cầu này, có thể hóa giải tai nạn này. Phương pháp là dùng thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chính mình phải nghiêm túc học tập, lại còn phải giảng cho người khác nghe. Vì sao? Người khác có cầu nghiệp với chúng ta. Nhiều người có cái tâm thanh tịnh bình đẳng, tai nạn sẽ chẳng xảy ra, chẳng có. Vì thế, người giác ngộ, sau khi giác ngộ, chỉ có một sứ mạng là giáo học. Giúp đỡ kẻ chưa giác ngộ, chuyện là như thế đó. Trừ chuyện này ra, chẳng có chuyện gì khác. Hà hữu nhất pháp, tại ngã tâm ngoại. Tổ sư Đại Đức thường nói, tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm là tự tánh. Không có một pháp nào ở ngoài tâm. Bốn kinh sở thuyên, trực hiển bổn tâm, toàn chương tự tánh. Đương tướng tức đạo, vô phi thật tướng. Mấy câu này nói rất hay. Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, nói ra bộ kinh này. Các vị tổ sư Đại Đức thuở xưa đã giới thiệu cho chúng ta biết, thuở Đức Thế Tôn tại thế, Ngài đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Hết thảy các kinh chỉ được Đức Phật giảng một lần, chẳng giảng lần thứ hai. Chỉ mình kinh Vô Lượng Thọ được giảng rất nhiều lần. Những dấu vết hiện thời cho thấy tối thiểu kinh này được giảng ba lần. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ từ đời Hán tới đời Tống, trong 800 năm ấy, tổng cộng được phiên dịch 12 lần, tức là vốn có 12 bản dịch. Rất đáng tiếc, trong 12 bản dịch ấy, có 7 bản bị thất truyền. Trong bục lục của Đại Tạng Kinh thì có ghi tựa đề những bản dịch ấy, nhưng kinh không còn. Thất truyền 7 loại, còn giữ được 5 loại. 5 loại ấy trong Đại Tạng Kinh đều có. 5 bản ấy sai khác rất lớn. Nếu là bản gốc chỉ có một, chẳng thể nào có sai biệt lớn như vậy. Mà phải là như thường nói, đại đồng tiểu dị. Quý vị nói kinh Kim Cang có 6 bản dịch khác nhau. Quý vị hãy xem kỹ trong Đại Tạng Kinh, 6 bản ấy đại đồng tiểu dị. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phần quan trọng nhất là bổn nguyện, tức là lời phát nguyện của A Di Đà Phật. Hiện thời trong 5 bản ấy có 2 bản ghi 48 nguyện, có 2 bản ghi 24 nguyện. Bản dịch đời Tống là bản cuối cùng, ghi 36 nguyện. Khi phiên dịch chắc chắn không thể nào có sai lầm được. Do vậy, cổ Đại Đức dựa vào điều này mà phán đoán, tối thiểu Đức Phật cũng giảng 3 lần. Tuy 7 bản thất truyền chẳng thấy, nhưng điều này đã chứng tỏ kinh này được tuyên giảng nhiều lần. Tuyên giảng nhiều lần nhất định có dụng ý. Đó là pháp môn này quá trọng yếu. Pháp môn này thật sự lợi ích chúng sanh. Cũng có thể nói là trong hết thảy các kinh do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm, kinh này trọng yếu nhất. Do vậy, Lão Nhân Gia tuyên giảng nhiều lần. Chúng ta phải hiểu,
đương tương tức đạo, vô phi thật tướng. Là cảnh giới gì? Sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo, bèn nhập cảnh giới này. Tướng là gì? Hiện tượng. Từ cái đây hiện tượng ấy, chúng ta hiểu tự tánh. Tướng do tự tánh biến. Cổ nhân nói, dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Thấy các món đồ, liền biết chúng là vàng. Vàng và đồ vật chẳng thể tách rời. Tánh ở nơi đâu? Chúng ta đọc ngữ lục của Thiền Tông, tuy đọc không hiểu, nhưng thấy Lão Hòa Thượng trách nghiệm học trò, coi trò khai ngộ là ngộ như thế nào, làm như thế nào, thuận tay lấy một thứ gì đó để so sánh, ấn chứng. Chẳng sai, trò thật sự giác ngộ, chẳng lấy vật gì, đuổi một ngón tay cũng được. Từ ngay nơi tướng chính là đạo. Thầy bè ấn chứng cho trò, người này thật sự khai ngộ, thật sự khế nhập. Đó là hiện tiền, chẳng rời khỏi khoảnh khắc trong hiện tại. Không gì chẳng phải là thật tướng. Thật sự ngộ nhập, tâm thái hoàn toàn khác biệt, chẳng có phiền não. Thưa quý vị, đoạn vô minh phiền não thì mới kiến tánh. Chẳng đoạn sẽ chẳng thể kiến tánh. Đoạn vô minh phiền não, quý vị liền biết phân biệt, lẫn chấp trước đều chẳng có. Từ vô minh sinh ra phân biệt, từ phân biệt sinh ra chấp trước. Khi đã đoạn cội rễ, toàn bộ cành lá chẳng còn. Sinh ra gì? Sinh ra trí huệ. Trí huệ viên mãn. Kẻ thật sự kiến tánh, bất luận hỏi kẻ ấy vấn đề gì, người ấy đều có thể nói rõ ràng, rành rẽ. Người ấy chẳng học, mà chẳng cần phải học. Vì sao? Chẳng lìa tự tánh. Trí huệ thần thông, đạo lực hiện tiền viên mãn. Thể khai ngộ sẽ bình đẳng với thầy. Thầy bảo trò, nhữ như thị, ngã diệt như thị, bình đẳng. Tánh đức hoàn toàn lưu lộ, chẳng có tăng giảm. Vì thế, kim Phật giống như cổ Phật tái lai. Thanh Lương Đại Sư khi giảng tựa đề Kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm đã nói một câu: Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm, hết thảy các kinh mà Ngài đã nói đều do cổ Phật đã nói. Phật Thích Ca chẳng nói kinh nhiều hơn cổ Phật một chữ. Chúng ta có thể tin tưởng điều này hay chăng? Trước Đức Phật Thích Ca chẳng nghe nói tới một vị nào. Về sau Đức Phật dạy chúng ta, Ngài là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Nhưng thời gian mỗi vị Phật xuất thế rất ngắn. Thời gian không có Phật rất dài. Cớ sao kinh do Phật Thích Ca đã nói chính là kinh do cổ Phật đã nói. Ngài kiến tánh, cổ Phật cũng kiến tánh. Kiến tánh bèn là Phật Phật đạo đồng. Nếu là đạo đồng thì quý vị có thể nói những lời do bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói chính là lời giảng của cổ Phật. Cũng có thể nói như thế này: những gì cổ Phật đã giảng chính là lời giảng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Các ngài là một không hai. Mê mới có một hai, khi ngộ chẳng còn nữa. Tướng được biểu thị ấy rất hay. Hình tướng được biểu thị trở về tánh đức, chẳng có chính mình. Giống như Cổ Lão Phu Tử đã biểu thị cho chúng ta thấy, lẽ nào Ngài chẳng phải là Phật, Bồ Tát,
Thuật nhi bất tác, tính nhi hiểu cổ. Ngài khai ngộ, cổ nhân cũng khai ngộ. Những thứ của cổ nhân chính là của Ngài, những thứ của Ngài cũng là của cổ nhân. Ngài không nói tới chính mình, Ngài nói hết thảy những thứ của ta toàn là của cổ nhân. Phá trừ cái tâm ngạo mạn của chúng sanh. Dùng ý ấy quá tuyệt. Dùng ý ấy có công đức chân thật, hiện thân thuyết pháp. Chúng sanh chưa buông những phiền não tham sân si mạng này xuống được. Đức Thế Tôn hiển thị thái độ ấy. Khổng Tử giảng những điều này. Nếu chúng ta hiểu ý Ngài, hãy nên cảm ơn. Ngài chỉ dạy chúng ta, khiến cho chúng ta triệt để buông tham sân si mạng xuống. Chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác. Tự tha bất nhị. Từ trong khiêm tốn mới hiển lộ tánh đức. Từ lễ táng hiển lộ đức hạnh và trí huệ chân thật trong tự tánh. Các ngài hiện thân thuyết pháp nhằm dạy chúng ta. Chúng ta phải nên thấu hiểu. Tiếp đó, Như Đà yếu giải dân. Thật tướng vô nhị, diệt vô bất nhị. Vô nhị là nói theo thể, không phải là chẳng hai, là nói theo tác dụng. Thị cố cử thể tác y, tác chánh, tác pháp, tác báo, tác tự, tác tha, nãi chí năng thuyết, sở thuyết, năng độ, sở độ, năng tính, sở tính, năng nguyện, sở nguyện, năng trì, sở trì, năng sanh, sở sanh, năng tán, sở tán, vô phi thật tướng, chánh ấn chi, sở ấn giả. Hai câu đầu nói nhiều ngần ấy. Thật tướng vô nhị, mà cũng chẳng phải là bất nhị. Vì thế, cử thể tức là toàn bộ thể biến hiện những gì? Biến hiện ra y báo hoặc chánh báo. Đối với y chánh ở đây, chúng ta nhất định phải có khái niệm rất rõ ràng. Chánh báo là gì? Chánh báo là chính mình. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Do vậy, chư vị nhất định phải hiểu chánh báo. Nếu quý vị nói chánh báo là hết thảy mọi người, rật rồi. Chánh báo là chính mình, là một người. Ngoài ta ra đều là hoàn cảnh sống. Những người khác thuộc về hoàn cảnh nhân sự của ta. Trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh thuộc về hoàn cảnh. Hoàn cảnh đều là y báo. Chánh báo chỉ có một bản thân ta. Thân Thích Ca Mâu Ni Phật là chánh báo của Ngài. Thân ta là chánh báo của ta. Nếu nói theo phía ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là y báo của ta. Nếu nói theo Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là y báo của Ngài. Do vậy, phải hiểu thật rõ quan niệm này. Chánh báo là một mình ta. Tác pháp, tác báo. Pháp là pháp thân, báo là báo thân. Tác tự, tác tha. Bất luận như thế nào, đều là một tự tánh, hoàn toàn với một tự tánh biến hiện. Giống như gì? Giống như y báo và chánh báo hiện ra trong giấc mộng. Điều này chẳng dễ hiểu. Tự tánh của ta biến hiện ra như thế nào? Cớ sao ta có thể biến hiện người khác, biến hiện người nhiều giường ấy? Trong những người ấy, còn có quan gia đối đầu, còn có những cư xử chẳng vui lòng. Vì sao có chuyện này giống như nằm mộng? Quý vị thấy, có lần nào nằm mộng mà trong mộng chẳng có chính mình?
Quý vị có thể tìm được lần nào nằm mộng mà không có chính mình? Không có chính mình sẽ không thể nằm mộng. Trong mộng nhất định có chính mình. Quý vị mộng thấy rất nhiều người, mộng thấy núi, sông, đại địa, đó đều là y báo. Người bình phàm chúng ta đều có kinh nghiệm, đó là tâm ý thức khởi tác dụng. Thế giới hiện tiền của chúng ta do tự tánh khởi tác dụng. Thật ra, trong mộng vẫn chẳng lìa khỏi tự tánh. Truy cứu căn nguyên vẫn là tự tánh. Hết thảy đều do tự tánh hiện. Tiếp đó nói tới năng thuyết sở thuyết. Người có thể nói pháp chính là Phật. Sở thuyết pháp là kinh điển. Có thể độ chúng sanh là Phật, Bồ Tát. Sở độ là hết thảy chúng sanh. Năng tính sở tính là chính mình. Năng nguyện sở nguyện cũng là chính mình. Chính mình phát nguyện là năng nguyện. Chúng ta mong muốn nguyện của ta được thỏa. Những điều tiếp theo đều có năng và sở. Năng và sở là một, không hai. Bất nhị là thật tướng. Câu cuối cùng, vô phi thật tướng, chánh ấn chia sở ấn giả. Do vậy, nhất định phải chú tâm thấu hiểu. Những câu Đức Phật đã nói đều là lời chân thật, đều nhằm giảng về thật tướng của các pháp. Nếu chúng ta nhận biết, khẳng định những điều ấy, tâm quý vị sẽ định, trong tâm sẽ chẳng khởi tâm động niệm, bèn khế nhập cảnh giới. Tuy chẳng khởi tâm, không động niệm quá sâu, chúng ta chưa làm được, nhưng đó là sự thật. Vậy thì chúng ta hãy làm từ chỗ nông cạn, dễ dàng, tức là đừng chấp trước, đừng phân biệt. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não. Chúng ta đổ công sức vào hai chỗ này, thấy sắc, nghe tiếng, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Quý vị tu gì? Chẳng chấp trước là tu tâm thanh tịnh, chẳng phân biệt là tu tâm bình đẳng. Quý vị thật sự học. Lại thưa cùng quý vị, đó gọi là thật sự niệm Phật. Chẳng phải là quý vị mong cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ư? Quý vị niệm Phật có phân biệt, có chấp trước cũng chẳng sao. Đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc. Nếu quý vị chẳng chấp trước, niệm Phật sẽ giảng sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu quý vị chẳng phân biệt, chúc mừng quý vị, quý vị tới thế giới Cực Lạc, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Vì sao? Quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng là cõi thật báo, tâm thanh tịnh là tịnh độ. Tịnh độ ấy là tứ thánh pháp giới, còn gọi là cõi phương tiện hữu dư. Phân biệt và chấp trước đều có. Tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh, vẫn có thể giảng sanh. Pháp môn này quá thù thắng. Vì thế, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp toàn bộ lợi căn lẫn độ căn, và người tu và người về. Đoạn phiền não quả thật chẳng dễ dàng. Đến cõi phàm thánh đồng cư bằng cách nào? Đối với cõi phàm thánh đồng cư, một câu Phật hiệu có thể khống chế phân biệt chấp trước, giống như đá đè cỏ. Phân biệt chấp trước vẫn có, chưa đoạn, nhưng chúng nó chẳng khởi tác dụng là được rồi. Và lúc nào? Trong một niệm giảng sanh, một niệm cuối cùng là câu Phật hiệu. Trong tâm vẫn là một câu Phật hiệu, không có ý niệm nào khác, quý vị sẽ giảng sanh. Trong một niệm cuối cùng, quý vị nghĩ tới chuyện khác, trở lại lục đạo, không thể giảng sanh. Chân tướng sự thật này hết sức trọng yếu. Khi quý vị chẳng hiểu rõ ràng, sẽ thường là luống uổng một đời này.
nhất định phải hiểu rõ rằng niệm Phật trong lúc bình thường là gì. Lúc thường ngày giống như luyện binh, một niệm lâm chung là giao chiến. Do vậy, có rất nhiều người bình thường niệm Phật rất khá, niệm cả đời, nhưng khi lâm chung không xong. Vì còn vướng mắc chưa buông xuống được, tôi đã thấy rồi. Lúc tôi mới xuất gia, tại chùa Lâm Tế thuộc Diên Sơn, Đài Bắc, có một lão cư sĩ lớn tuổi hơn tôi, học Phật lâu hơn tôi. Trong chùa ấy có hội niệm Phật. Cụ làm duy na, hướng dẫn đại chúng niệm Phật. Tới cuối cùng, cụ chẳng giảng sanh. Khi lâm chung, mọi người trợ niệm cho cụ. Cụ bảo mọi người, các người đừng niệm Phật tiễn ta không thích. Lại luân hồi. Cho đến lúc ấy, không thể làm chủ chính mình. Tạp khí vô minh phiền não quá nặng. Cũng là như chúng tôi hay nói là không buông xuống được. Vì thế, buông xuống là phải buông xuống trong hiện tại. Cho nên đợi đến ngày mai hay năm sau, nếu không sẽ phiền phức lớn. Chúng tôi bình thường rất tôn kính vị lão cư sĩ ấy, niệm Phật rất giỏi. Quý vị thấy, cụ có thể làm duy na hướng dẫn đại chúng. Nhưng một chiêu cuối cùng cụ làm không được. Chẳng thật sự buông xuống. Do vậy, do thượng khả kiến toàn kinh hốt luân tại nhất thật tướng trung. Chữ hốt luân có nghĩa là hoàn toàn, hoàn mỹ, hoàn chỉnh. Toàn bộ từng câu từng chữ trong kinh đều thuộc trong thật tướng. Lời này là thật. Cố dân dĩ thật tướng di thể tánh giả. Nói những điều này chẳng có gì khác khiến cho chúng ta tin tưởng Đức Phật nói bộ kinh này có căn cứ lý luận, chẳng phải là tùy tiện nói. Một mực từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ, nói như vậy cũng hợp lý. Trong đoạn cuối cùng, nêu kinh văn trong kinh này để chứng minh. Hữu bổn kinh đức tuân phổ hiền phẩm dân. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chân thật tế là tự tánh. Khai thị giáo hóa chúng sanh về chân thật tế. Đại giáo duyên khởi phẩm dân, dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đức Phật nói kinh này, quần manh là hết thảy chúng sanh. Đức Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Giúp họ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui, nói đến chỗ rốt ráo là nếu quý vị chẳng rời khỏi lục đạo luân hồi, sẽ chẳng có cách nào thật sự lìa khổ. Tôi giúp quý vị sẽ lên trời, sau khi quý vị hưởng hết phước trời, vẫn phải đọa lạc. Đó chẳng phải là rốt ráo. Giúp quý vị thoát ly lục đạo luân hồi, quý vị chẳng thoát khỏi mười pháp giới, sẽ chẳng có chân lạc. Vì thế Đức Phật giúp đỡ chúng sanh thật sự chỉ có một mục tiêu: giúp quý vị thoát ly mười pháp giới.
vãng sanh nhất chân pháp giới. Vấn đề này mới thực sự được giải quyết. Thật báo trang nghiêm cũng là nhất chân pháp giới. Cư dân nơi ấy không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng đều không có. Đó là thế giới gì? Thế giới Phật. Đến thế giới ấy đều thật sự thành Phật, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Họ có thể cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới. Cảm ứng đạo giao thì họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Chẳng khởi tâm động niệm làm sao có thể cảm ứng đạo giao? Chúng tôi lúc mới học Phật có nỗi nghi hoặc này, nghi hoặc suốt mấy chục năm. Chúng tôi đến thỉnh giáo các vị lão hòa thượng đại đức, họ cũng chẳng giảng rõ ràng. Học tập vài chục năm mới từ từ thông hiểu. Đó là do tánh đức trong tự tánh chẳng thể nghĩ bàn. Tánh đức là thường tịch quán, trong ấy cái gì cũng đều không có. Chính là như Huệ Năng đại sư đã nói năm câu: nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Câu này nói rõ ràng, nhưng trước kia chúng tôi không hiểu, nghe mà chẳng hiểu ý nghĩa này. Trong tự tánh thứ gì cũng trọn đủ, chẳng có gì khiếm khuyết. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới thảy đều ở trong ấy, nhưng nó chẳng hiển lộ. Giống như màn hình tivi, chúng ta không mở máy thì chỉ thấy một màn hình trống trơn, trong ấy thứ gì cũng chẳng có. Lúc ấy quý vị chẳng thể nói là nó không có. Khi quý vị nhấn nút, chẳng phải là hình ảnh bèn xuất hiện ư? Nó ở trong cảnh giới ấy, cho nên thứ gì cũng đều chẳng có. Khi ứng thì chư Phật Bồ Tát có thể hiện hay chăng? Khi ứng thì sẽ hiện. Hiện như thế nào? Cảm ứng. Ai nhấn nút? Người cảm đã nhấn nút. Chư Phật Bồ Tát bèn tự nhiên ứng. Các ngài chẳng khởi tâm động niệm. Người cảm cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Cho nên một niệm tâm ấy là cảm. Khi các ngài ứng bèn vô tâm. Giống như tỷ dụ của chúng ta trong hiện tại. Nói thật ra chỉ có thể tỷ dụ phản phất, chẳng có cách nào tỷ dụ khích khao, không thể kiếm được tỷ dụ vừa khớp. Giống như làm thí nghiệm trên nước. Nước là khoáng vật. Chúng ta đối với nước khởi lên ý niệm: ta ưa thích ngươi, ta yêu mến ngươi. Nước sẽ tiếp nhận, phản ứng bằng cách kết tinh rất đẹp đẽ cho chúng ta thấy. Chúng ta truyền cho nó một ý niệm khác: tao chán ghét mày, ta hận mày. Nó bèn truyền tin tức trở lại bằng cách kết tinh rất xấu xí cho quý vị thấy. Nó có khởi tâm động niệm hay chăng? Nước có khởi tâm động niệm hay chăng? Không có. Nó hiểu bằng cách nào? Thời xưa Đức Phật đã dùng chuông trống làm tỷ dụ. Ngài nói quý vị gõ chuông, cố ý gõ chuông, nó sẽ ngưng vang. Quý vị gõ mạnh, âm thanh sẽ to, gõ nhẹ, âm thanh nhỏ. Chuông có khởi tâm động niệm hay chăng? Nó có phân biệt, chấp trước hay không? Tự tánh cảm ứng giống như chuông trống. Quả thật chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chấp trước. Gõ mạnh kêu to, gõ nhẹ kêu bé. Thật sự chẳng khởi tâm động niệm. Vì sao? Do có đạo lý này. Do trong tự tánh có kiến văn giác tri, nó là bất sanh bất diệt. Thọ tưởng hành thức có sanh diệt. Hễ mê thì từ tự tánh biến thành A-lại gia, bèn có thọ tưởng hành thức. Trong tương lai chuyển thức thành trí, thọ tưởng hành thức bèn chẳng có. Sắc thọ tưởng hành thức đều không có, trở về tự tánh.
Điều này quả thật chẳng dễ hiểu lắm, nhưng nó là chân tướng sự thật. Các tướng được hiện toàn là huyễn tướng, ngàn vạn phần chớ nghĩ nó là thật. Hễ tướng là thật thì quý vị đã trật rồi, coi nó là thật thì sao? Coi các hiện tướng là thật sẽ tạo nghiệp. Nghiệp có nhiễm nghiệp, có tịnh nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, quả báo khác biệt. Do vậy, đối với hết thảy chúng sanh, đúng là Đức Phật đã ban cho hết thảy chúng sanh lợi ích chân thật. Chân thật là gì? Khiến cho quý vị minh tâm kiến tánh, trở về tự tánh. Trong phẩm Tích Lũy Công Đức có một câu như thế này: trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Ở đây điều ra rất hay, nói ra ba thứ chân thật. Chân thật chi tế, chân thật chi lợi, trụ chân thật huệ. Nói đến ba thứ chân thật. Chỉ có trụ trong chân thật huệ thì mới có thể dũng mãnh tinh tấn. Chân thật huệ là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ và quý vị phương pháp nhất hướng chuyên niệm, và chúng ta phương pháp tu học để trở về tự tánh. Phương pháp đại triệt đại ngộ, phương pháp thoát ly lục đạo, mười pháp giới. Phương pháp giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm, tức là tám chữ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người thật sự làm sẽ như Liên Trì Đại Sư đã nói: tam tạng thập nhị bộ, nhượng cấp tha nhân ngộ. Này ta đã hiểu rõ, hiểu ý nghĩa thật sự của Đức Thế Tôn. Đó là chân thật nghĩa. Ta chẳng còn kiếm lấy những nỗi phiền phức nữa. Đó là trụ chân thật huệ. Bao lâu sẽ có thể thành công? Tối đa là 3 năm. Thật đó, chẳng giả tí nào. 3 năm sẽ đắc niệm Phật Tam Muội, có thể giảng sanh. Điều này được chứng tỏ trong giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, quý vị hãy đọc. Trong ấy gần như quá nửa là người ta niệm Phật 3 năm bèn giảng sanh. Do vậy, trong quá khứ có một vị pháp sư hỏi tôi, vị này cũng đã mất, tức là pháp sư Đức Dung. Hình như sư đã qua đời chẳng ít năm, tuổi tác cũng sắp xỉ tôi. Sư từng hỏi tôi một câu. Sư nói, có đúng là những người được chép trong giảng sanh truyện thọ mạng chỉ còn vừa đúng 3 năm, sau 3 năm thọ mạng đã hết nên họ phải ra đi. Tôi nghe hỏi như vậy không cho cách nghĩ ấy là đúng. Đâu có chuyện phù hợp khích khao như vậy. 2-3 người thì có lẽ còn có thể, chứ đông như thế mấy trăm người làm sao có thể có chuyện như vậy được. Chuyện ấy chẳng thể xảy ra. Cớ sao họ niệm 3 năm bèn giảng sanh? Khẳng định là tròn 3 năm. Người ấy đã tu được công phu thành phiến, bèn từ bỏ tuổi thọ. Công phu thành phiến tốt đẹp. Chúng ta có thể chia công phu thành phiến thành 3 bậc 9 phẩm. Thượng phẩm giảng sanh ra đi tự tại, muốn đi bèn đi. Ta có thọ mạng nhưng chẳng cần tới. Ta sang thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, đến bên kia để tu hành, thật sự đi được. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến, 30 mấy tuổi, còn rất trẻ,
đã làm thí nghiệm. Bế quan niệm Phật 3 năm, xem thử có thể giảng sanh hay chăng. Ông ta niệm 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa mới viên mãn mà đã đi. Thật sự chẳng giả tí nào. Chẳng cần thọ mạng nữa, thế gian này quá khổ. Độ chúng sanh như thế nào? Cuộc biểu diễn ấy của ông ta nhằm độ chúng sanh, chẳng dạy bằng lời lẽ mà dùng thân giáo nêu gương cho quý vị thấy. Trong tam chuyển pháp luân, cách này gọi là thị chuyển, tức là thị hiện tấm gương cho quý vị nhìn vào. Thật sự chẳng phải là giả. Những trường hợp như vậy quá nhiều. Đó là trụ chân thật huệ, thâm nhập một môn. Đạt được công phu này, tam muội là định, chắc chắn định sanh trí huệ. Trí huệ sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh sẽ sanh phiền não. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trong Tịnh Tông, đạt được công phu như thế, một là giảng sanh cực lạc thế giới, hai là ở lại thế giới này hồng độ chúng sanh. Ở lại thế giới này thì cũng có thể nói là người ấy có nhiệm vụ mang thêm mấy người nữa về thế giới cực lạc. Chính mình giảng sanh thì lúc nào cũng đều có thể đi, đến đi tự do, muốn đi lúc nào bèn đi lúc ấy, chẳng vướng mắc tí nào. Người ấy trụ trong thế gian này mới thật sự là chịu khổ thay cho chúng sanh. Nếu người ấy chẳng trụ trong thế giới này, sẽ chẳng thể giúp đỡ người khác. Người ấy ở trong thế giới này đúng là bốn đức đã được nói trong sách Hoàng Nguyên Quán: tùy duyên biểu dụng, hoài nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Người ấy làm những điều này, chịu khổ thay cho chúng sanh. Có phải là thật sự chịu khổ thay cho chúng sanh hay chăng? Chẳng phải. Người ấy thì hiện tướng trạng ấy. Vì sao? Tâm người ấy thanh tịnh, chẳng có phân biệt chấp trước, làm sao có khổ được? Do vậy, trong tâm người ấy rất tự tại, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là thị hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật tâm y nhất bát, đêm ngủ dưới cội cây, ngày sung sướng lắm. Nhưng chúng ta thấy rất khổ. Vì sao? Chúng ta chịu không nổi. Phật có thể chịu được. Ngài là thân Kim Cang Bất Hoại. Gần đây, cư sĩ Lâm chúng ta có không ít người đi làm Phật. Có 3-4 vị tôi nghe nói. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt cũng là một trong những người đó. Người ta trước đó 2 tháng liền biết được ngày 7 tháng 8, hôm đó ra đi, mùng 7 tháng 8. Đây là hiện tượng bình thường. Người ở trước ông, ở bên đây chúng ta có một vị cũng là họ Lý, cư sĩ Lý. Một vị lão thái thái, 62 tuổi. Bà nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Bà giảng sanh, hẹn xong với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý bảo bà phải mau giảng sanh, tôi mới lo hậu sự cho bà được. Vậy được, bà giảng sanh sớm hơn. Giảng sanh có thể sớm hơn, có thể lùi về sau, tự tại. Những việc này đều là chính mắt chúng ta xem thấy. Cho nên đồng tu nơi đây chúng ta, niệm Phật đường, giảng đường, tính tâm kiên định, bạn chính mắt xem thấy, chính tai nghe được, hoàn toàn tương ưng với cảnh giới. Phương pháp lý luận trên kinh đã nói, kinh của Phật không phải là giả.
Khoa học gia hiện tại khẳng định không gian là đa chiều, cho nên gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian. Từ trên lý luận mà nói, mãi đến không gian vô hạn độ. Trên thực tế mà nói, khoa học gia chứng thật đích thực là có 11 độ không gian đang tồn tại. Thế nhưng không biết được làm thế nào để đột phá. Cái phát hiện này cùng với trên Phật Kinh đã nói hoàn toàn là giống nhau. Trong Phật Kinh thì không gọi là không gian, gọi là pháp giới. Trên Kinh gọi là pháp giới, chính là khoa học gia ngày nay gọi là không gian. Họ không có cách gì để đột phá. Không biết được không gian do đâu mà hình thành, không gian đa chiều từ đâu mà có. Phật biết được. Phật nói pháp giới vốn dĩ là nhất chân. Tại vì sao pháp giới nhất chân có thể biến thành pháp giới đa chiều như vậy? Là bởi vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng sanh mà biến hiện ra. Do đây có thể biết, chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, bao gồm tất cả giới hạn của không gian khác nhau, hoàn toàn đều hóa giải được. Hay nói cách khác, giới hạn của mắt bạn đã khác nhau rồi. Bạn có thể xem thấy đời sống của thiên nhân, bạn có thể xem thấy đời sống của ngạ quỷ, bạn có thể xem thấy đời sống của địa ngục, cũng có thể xem thấy đời sống của chư Phật Bồ Tát mười phương pháp giới. Không gian đời sống của chúng ta bỗng chốc liền rộng lớn. Bạn nói xem thật tự tại. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá thời không? Dùng thiền định. Đây là tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, tầng thứ mà bạn đột phá càng lớn. Không gian đời sống của bạn sẽ càng lớn. Những người giảng sanh này hiện tại họ đang ở đâu? Tình hình đời sống của họ hiện tại bạn thấy đều thấy được rồi. Thấy đều tường tận. Người thế gian tham sống sợ chết, không hiểu rõ tình hình chân thật. Tham sống sợ chết là việc rất đáng lo ngại. Vì sao vậy? Chỉ cần có cái ý niệm này, họ tương lai chuyển đến, đời sau chuyển biến, tình hình đời sống kém xa với đời sống thực tại. Đó là đời sau không bằng đời trước. Các vị đều biết, con người sau khi chết rồi, phần nhiều thân thể đều cứng đơ. Thế nhưng người niệm Phật, khi ra đi thân thể mềm mại. Việc này người thông thường xem thấy rất hy hữu, tướng là hy hữu. Năm trước Hàng Quán trưởng giảng sanh, phước báo của bà lớn. Hơn 100 người niệm Phật cho bà, niệm hết 49 ngày. Ở Đài Loan là hy hữu, pháp sư giảng sanh cũng không hơn được bà. Bà có một băng ghi hình, mọi người xem qua thì biết. Khi bà ra đi, hai lần thấy được A-di-đà Phật, một lần thấy được Liên Trì Hải Hội. Bà nói với tôi, sau khi đi rồi, ở trong y viện chúng tôi trợ niệm cho bà 14 giờ đồng hồ. Di linh về thư viện, một tuần lễ mới nhập liệm, mới đậy quan tài. Ngay trong một tuần lễ này, thân thể của bà đều là mềm mại, khuôn mặt sáng hồng, cũng giống như là đang ngủ vậy.
hoàn toàn không có hóa trang. Hai tuần lễ thì quả thiêu. Bên trong khu vực hỏa táng một mảng an lành. Bình thường người đi vào nơi đó luôn cảm thấy u ám, rợn cả da gà. Thế nhưng hôm hỏa táng hàng quán trưởng đi đến lò hỏa táng, không có người nào mà không sinh tâm hoan hỷ, một chút lo sợ cũng không có. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Đây là những đồng tu từ Đài Loan đến đích thân thể nghiệm, chính mắt xem thấy. Đây là quả báo mà bà đã hộ trì chánh pháp 30 năm. Kiết tường thù thắng không gì bằng, và đi đến cõi Phật. Đầu năm năm nay bà giảng sanh ngày 5 tháng 3. Chúng ta ngày 5 tháng 3 ở nơi đây tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày mất của bà. Có đồng tu nhìn thấy bà, bà cũng đang ngồi ở bên đây với chúng ta, bên cạnh còn dẫn theo vài người. Cũng có đồng tu thường hay thấy được bà ở nơi đạo tràng này chúng ta hộ trì Phật Pháp. Bà là đổi lấy một thân thể khác, chúng ta không thấy được bà, bà thấy được chúng ta. Thường hay hộ pháp ở đạo tràng này. Cái đạo tràng này chúng ta có chướng ngại gì, bà cũng sẽ thông báo trước cho chúng ta, đến an ủi chúng ta, nói cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát hộ niệm, ma chướng nho nhỏ không đáng lo. Qua vài ngày thì hết thôi. Đây đều là chân tướng sự thật, không phải là giả. Chân thật có trí tuệ, bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Cho nên chúng ta phải thường thường niệm trí tuệ. Trong Thiền Tông Lục Tổ Đàn Kinh, khi vừa mở ra Lục Tổ gọi mọi người là gì? Dạy đại chúng mọi người tổng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lục Tổ dạy người. Cho nên Thiền Tông của Trung Quốc, ngài là học trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa trong lục độ, không phải thiền định Ba La Mật. Chỗ này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Thiền Tông là tu Bát Nhã Ba La Mật, ở nơi đây chính là thường niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chính là phát nhất thiết chủng trí tâm. Chúng ta có cần đi cải niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa hay không? Không cần thiết. Chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là niệm nhất thiết chủng trí. Cái điểm này các vị phải nên biết. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này là dịch âm từ tiếng Phạn Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí tuệ, dịch là giác ngộ. Bạn thử nghĩ xem, chẳng phải mỗi ngày chúng ta niệm vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, chẳng phải là nhất thiết chủng trí hay sao? Bên trên lại thêm vào hai chữ Nam Mô. Nam Mô cũng là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là cung kính, ý nghĩa là quy y. Cung kính quy y, vô lượng trí tuệ, vô lượng giác. Nếu chúng ta đem nó phiên dịch ra hết, chính là cái ý này. Cho nên niệm một câu Phật hiệu là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình. Một câu Phật hiệu này
Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều niệm, tất cả Bồ Tát đều niệm, không có ai không niệm. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật thì có thể đạt được oai thần gia trì của tất cả chư Phật. Chúng ta sanh ra cộng hưởng với tất cả Phật Bồ Tát. Cái sức mạnh này bao lớn. Cho nên thế gian ngay trong tất cả kiết tường, kiết tường tốt nhất là niệm A Di Đà Phật. Trong nhà thờ cúng A Di Đà Phật. Mười phương pháp giới, ngày nay chúng ta nói chúng sanh trong vô lượng không gian duy thứ khác nhau, nghe được Phật hiệu của A Di Đà Phật đều chắp tay hoan hỷ tán thán, còn lễ kính. Chúng ta phải tường tận. Cho nên nhật nhật thường niệm vô hữu phế vong, không nên quên mất.